chị này chưa quán cái giọng hơi cho quẩn mình. Người ta đang làm mấy cái giải thưởng lắm nè. Ở phía bên đây á, gần chân núi á, là cái công viên năng lượng mặt trời. Thì theo tôi biết á, là hồi mà nó bồi thường dự án nó làm á, là nó bồi thường cho dân á, là hình như là 300 triệu mà một công trình, mà giá nó dao động từ 300 tới 500 đó, nó bồi thường cho dân có ruộng ở đây này. Cái công ty nó làm công viên năng lượng mặt trời này đó, nó bồi thường cho dân nó đất ở phía trong đó, nó là từ 300 tới 500 triệu. Còn đất cặp đường lộ này thì tôi cũng không biết bao nhiêu, chắc cũng cao lắm, chắc cũng phải 500 triệu một công ruộng. Mà cái này là nó thuộc bên tỉnh Biên nè. Chị này chưa bán cái nhẫn hơi cho ngủ mình. Người ta đang mỗi cái giải thương gánh đi mà làm thấy cuộc sống của quả. Ở đây người ta đang đốt đồng. Thời đốt mắm như thế này. Bên một trận đây là ẩm ủ quá. Người ta cắt lúa xong rồi, nó dư rơm lại trên đồng. Bây giờ người ta muốn đốt, đốt để làm ruộng tiếp. Tôi đây đang cắt lúa.
chuột. Xe này xe chở lúa, chở mấy con lúa lên. Cái bán này bán theo bắt chuột. Chụm rồi nó bắt chụm. Lúa thằng nông hột dài bình thường là nó có giá, nó có giá hơn thằng nông hột ngắn. Nhưng mà năm nãy gặp bà chủ ruộng nãy bà nói là muốn bỏ hột dài và bán, nghe nói giá rẻ hơn hột ngắn. Thì cái đó là ăn vua ăn thua, tụi thương lái nó mua. Mùa này thì bán lúa được 5.500, 5.500 là có lời rồi. Đây cũng đang cắt lúa thì xẻo đây. Ta đang xuống lúa. Bên đây thì nó đang cùng rộn. Ở đây dù sao thì cũng còn nước ngọt để làm ruộng. Còn mấy cái tỉnh ở ven biển là bị xâm nhập mặn đó rồi. Còn ở An Giang thì đỡ là không có bị xâm nhập mặn. Lúa là vàng đó nè. Giờ có đường bê tông rồi em ơi. Ở đây có cây ôi môi nữa nè. Cây này là cây bông ôi môi. Mười cành bông không, bông ôm bông ấy nằm còn. Hỏi mấy người phụ nữ tuổi trẻ dữ dội như thế trời, hơi biết trái mọi người.
cảnh chỗ này đẹp. Cái này núi Nồng Quy Nồng Pi, đây là núi Phật Bản, núi Cô Tô. Tổng đây núi chính này, núi Bà Đội à, đây có hàng cây thốt nốt nè. Đường đổ bê tông rồi nha bà con. Đấy em. Cái này đường này là chạy lên từ ở dưới đồng bằng chạy vô làng. Chạy lên làng ở chân núi. Đây cũng cây ôi môi. Nó bông hường hường đó là cây ôn môi trái.